Thưa quý vị và các bạn, nếu ai đã một lần đến với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang vào dịp mùng 2 tháng 9 thì hãy một lần trải nghiệm với cuộc sống của những người dân nơi đây vào mùa nước lũ. Vâng, thưa quý vị, từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, khi mà người dân đã kết thúc mùa vụ thu hoạch trên những cánh đồng cũng là lúc nước lũ tràn về. Và lúc này họ lại bắt đầu một mùa thu hoạch mới, đó là đánh bắt cá trên những cánh đồng ngập lũ. Mùa nước nổi, những cánh đồng chiêm trũng lề thủy vốn thẳng cánh cỏ bay nay như một biển hồ mênh mông nước. Từ thượng nguồn, những dòng chảy ùa về mang theo phù sa và một lượng tôm cá dồi dào cho vùng đất lúa Kiến Giang. Được xem là miền đất gạo tràng nước trong, thiên nhiên đã ban tặng con người nơi đây một sản lượng đáng kể nguồn lợi thủy sản tự nhiên phong phú về chủng loài. Từ tháng 8 cho đến tháng 10 âm lịch, người lề thủy bắt đầu mùa vụ trên cánh đồng trắng xóa một màu nước lũ. Cuộc sống nước nổi của người lề thủy đầy ắp những mẻ lưới với hàng chục loài cá tươi ngon. Mùa này ở trên sông thì có rất là nhiều cá, hôm nay bạn có thể cho bọn cháu đi thả lưới với bạn không? Vâng, năm nay lũ lụt ở vùng ta hơi lớn cho nên có hơi nhiều, nên dân cứ học làm nghề thả lưới đến. Trên chiếc thuyền nhỏ của một ngư phủ ở xã Phong Thủy, Trung Kiên và Mỹ Hành bắt đầu chuyến hành trình trải nghiệm cuộc sống của con người lề thủy vào mùa nước ngập đồng. Sáng, trưa, chiều, tối, người lầm cá mùa nước nổi cứ giăng câu thả lưới là có sản phẩm thu về. Mùa nước lũ cũng là mùa sinh trưởng của các loài thủy sản. Từ những dòng sông theo nguồn nước đổ về, tôm cá, các loài thủy sản sinh trưởng trong một môi trường dồi dào thức ăn. Cá trên cánh đồng ngập nước, lứa này rồi lứa khác, cứ thế sinh sôi. Người làm nghề chài lưới lề thủy không quá tốn công cho những mẻ lưới. Sông nước khoáng đạt, con người hồn hậu, dung dị. Bao đời nay, cuộc sống của người lề thủy vẫn phóng khoáng, đầm chất của những con người miền sông nước. Mình một thằng rưỡi thôi. Có thằng mới nên đập quá thì mình chuẩn bị quá tháng là đi giá. Đấy là phù. Nhưng cả mùa lụt thì ăn ngon. Cả mùa lụt ăn ngon, bởi bữa nặc đâu là cả trận đó ăn béo, chứ bữa nay ăn đẻ đó thì ăn béo. Nhanh chóng bắt nhịp với công việc chài lưới, Trung Kiên đã hòa vào cuộc sống của người lề thủy mùa nước nổi. Trên những con thuyền nhỏ, người làm nghề đánh bắt cá với tiếng lồng cồng vang vòng mặt nước đã làm nên bản hòa nhạc rộn ràng. Mùa nước đến, mùa nước lại ra đi, cuộc sống chan hòa với thiên nhiên đã mang đến vùng lề thủy văn hóa sống phong phú và độc đáo của những cư dân miền chiêm trũng. Thu nhập từ nghề đánh bắt cá này được bao nhiêu chứ? Ngày 400 là nhiều, con mệt là 200, về 150. Khi mà đi đánh bắt ở trên sông như thế này thì như thế vui không chứ? Vui chứ. Cảm thấy cuộc sống như thế nào ạ? Thì cuộc sống thoải mái đó chứ. Thưa quý vị, đây là những sản phẩm mà Mỹ Hành và Trung Kiên thu được trên cánh đồng mùa nước lũ. Và bây giờ Trung Kiên, Mỹ Hành cùng với chị Hới sẽ chế biến một món ăn theo phong cách của người lề thủy. Trên cánh đồng lề thủy về mùa nước lũ này thì có rất nhiều loài cá. Mà nhiều nhất là loài cá diếc, cá rô và cá lóc. Cá diếc này thì mình sẽ chế biến món gì là ngon nhất ạ? Cá diếc này thì người ta con to và tươi thì người ta sẽ nấu canh rau răm và lá mén và khế chua. Là đặc sản của lề thủy đó. Người ta có thể nấu chảo nén, chảo hành để dùng cho người đau cảm cúm. Và một món ăn mà dân dã nhất là người ta kho bồi chẳng. Kho bồi người ta cũng kho khô mà kho là vừa có nước. Đây là những món ăn trong bữa cơm của người dân lề thủy. Và trong bữa ăn thì có cá này, rồi có nhút và đặc biệt là có một tô canh chua được nấu bằng những con cá mà vừa lúc này mình bắt được.
rất là hấp dẫn, và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức đi nhé. Dàn có sổi mà cá hình như vào mùa nước lũ thì ngon hơn so với những cái mùa khác phải. Và đặc biệt là kia trong cái những cái món ăn của người dân miền Trung thì hình như là không thiếu vị cay, có cái sự cay nồng của ớt rồi là ngọt. Những sản vật trên cánh đồng mùa nước ngập đã trở thành những món ăn quen thuộc với đời sống của người Lệ Thủy. Tôm cá tươi ngon được chế biến theo phong cách đậm chất văn hóa ẩm thực của con người mảnh đất xứ Lệ sẽ là hương vị khó quên đối với những thực khách khi đã có lần được thưởng thức. Thưa quý vị, tôm cua cá ngoài dùng để nấu những cái món ăn thì người dân Lệ Thủy còn dùng để chế biến thành những cái món mắm đuốc và một trong những cái món đặc trưng đó là nhục tép. Và cái món nhục tép này là một món ăn phổ biến xuất hiện trong bữa ăn của người Lệ Thủy xưa, và hiện giờ những người biết cách chế biến món nhục tép này còn là rất là ít. Và thật may mắn cho chúng tôi ngày hôm nay là gặp được chị Hới, là một trong những nghệ nhân hát dân gian ở Lệ Thủy và cũng là người biết cách chế biến cái món nhục tép đặc biệt này. Và hôm nay cũng nhân tiện chị Hới vừa đi trở về và thấy người ta bán một mỡ tép rất là ngon. Và chị mua về để làm món mỡ tép để ăn dần. Đây là người ta gọi là tép đồng Lệ Thủy. Đây là nguyên liệu chính trong món mỡ tép của Lệ Thủy. Đầu tiên thì món mỡ tép khi ta mua về thì ta làm sạch và để rào, rào nước. Và nguyên liệu phụ của trong cái món nhục tép này là gồm là cơm, muối, ớt, ớt bột, gia vị của nó là gồm tỏi, riêng, gừng, tất cả những thứ đó làm sạch, băm nhỏ. Nghe chị nói thì em rất tò mò, bởi vì cái món nhục là cũng là một món ăn dùng để ăn kèm, nhưng mà đây lại có một cơm để trong cái gọi là nguyên liệu phụ để mà chế biến món nhục tép này. Người ta bỏ cơm vào tép để làm cái cho cái tép nó lên men, nó lên men rồi nó chín. Và sau một thời gian khi là vừa cơm vừa tép nó chín rồi thì đâu khi ta đã chuẩn bị xong là cà tư này, riêng này, tỏi này, ớt này, và cơm, muối, người ta đổ một ít rượu, rượu trắng đấy là rượu gạo. Rượu gạo là mình đổ rượu vào trong cái này nhỉ? Đổ vào để cho con tép nó có men và nó đỏ đấy. Đây là viên men ba đồ, người ta trộn vào trong cơm và trong trong tép để khi nó lên men á, nó lên men tự nhiên là mình để được lâu mình cần phải bỏ cái tỏi vào. Còn nhốt chị đã làm, làm cách đây một tuần, giờ là ăn một tí rồi. Rất thơm mạnh, chị thấy. Đây là một quà của người, chị thấy. Rất quý, em cảm ơn chị rất nhiều. Em cảm ơn chị.